móc được. Cái này móc được, cái này thằng này nó dọc móc được. Với chiếc kia nó mỏng chính à. Nếu mà móc được thì móc thả cái ghi đông mình vừa mà rồi. Ok, chào mừng anh em đã tới kênh channel của Mr. Ken 679. Hôm nay mình đi mừng con Ducati Crambler ha. Cái con này zin toàn tập hết, chưa có độ chế gì hết. Giờ hôm nay mình sẽ đi lên cái ghi đông Rizuma. Tại vì do là cái form của chủ xe hơi thấp nên là đi cái ghi đông zin á là thích hợp cho những cái bạn nào mà cái tạ người nó cao lên tí xíu. Chứ còn cái ghi đông zin thì nó hơi cao, mình thấp quá thì đâm ra là nó bị đẩy cái tay về phía sau ha. Rồi mình sẽ lên cái cặp chống đổ trước sau, chống đổ cốt bánh trước, chống đổ cốt bánh sau của Evotech, với lại gắn cặp chống đổ sườn. Đang còn thiếu cái bát ở chỗ này. Thì sẵn thì mình chạy một vòng phạm đồng, mình test thử cho anh em luôn. Cái con xe này là zin toàn tập, chưa có lên gì hết đâu. Thử coi là đi nó có ổn định hay không. Xe hồi trước mình test cho anh em thử thì mới chạy có gần à, nên là mình không có trải nghiệm được nhiều. Con này còn im ru luôn. Chiếc này mình không đi đường đò nữa. Nếu mà đi ghi đông zin thì mình ngồi cũng là vừa form luôn á. Mình là 1m66, ngồi là vừa form luôn. Trong tất cả các dòng Ducati, chỉ có đúng Ducati Crambler là cục máy nó thiết kế là cho anh em đi phố mà gọi là lịch sự được thôi. Có nghĩa là mấy anh em chạy cái tốc độ guarantee là giữ yên một ga đều được thôi. Ngoài ra là hầu như không có con nào từ 821 tới 939 cho tới mấy cái dòng sự bọt, hoặc là mấy con Hyper, mấy con Ducati Monster, là không có con nào mà mấy anh em có thể mà đi một ga giống như con Crambler này được. Do cái đặc thù cái cục máy nó thiết kế nó khác. Như mấy con kia thì mấy anh em phải sóc ga, như con này đi là rất là êm dịu mà mạnh nữa, nó không có yếu giống như mình nghĩ đâu. Đó, kéo lên bốc lắm. Xe này hiện tại đi bao diêm rất là im ái luôn. Đã thiệt. Ngày chia tay anh một đời giấc phóng. Nó dẫn trong tất cả các dòng mà xe mà để đi phố thì chỉ có của Ducati ha. Thì mình chỉ thấy có đúng thằng Crambler là đi có, nó cho cái cảm giác mà trơn tru mượt mà nhất có thể. Chứ còn những dòng còn lại là chỉ đa phần là đi tour là ok thôi. Chứ còn mà nói mà đi trong phố đó, thì nó hơi mệt. Tại vì mấy cái xe đó chạy phải sốc ga mà chạy hơi nhanh tí xíu, chứ chạy chậm chạy không nổi đâu. Chạy chậm cái máy nó giật lắm. Con này mấy anh em đi guarantee chạy 3-40 để ga êm dịu cũng được, không cần phải sốc ga cũng được. Và cái đặc thù nó thiết kế nó na ná, nó gần như giống như là mấy cái xe classic vậy. Xe này êm quá. Xe này có ABS. Wow. Xe này quá nhẹ luôn á fan. Xe này mà ví dụ mà muốn cứng cáp tí xíu mình lên hai đĩa trước ha. Lên hai đĩa trước mình thả cái phục ưu liền của thằng Ducati Monster qua, hoặc là mình chơi nếu mình muốn rẻ tiền tí xíu mình thả nguyên cái
phục bầu phục trước của thằng Heber qua luôn, có hai heo hai dĩa. Cái mâm trước của ông này là nó thiết kế nó có cái khớp sẵn, mình có thể khoan vô lỗ mâm mình bắp dĩa thẳng vô được luôn, mua thêm cái dĩa nữa. Rồi tới chợ rồi, bữa giờ nó gặp thằng nó ma hoài ta. Chuyện thì chứ nói gì nói, mà nói mà đi khỏe khoắn nhất hôm qua thấy có chiếc hôm qua mình mới chạy thử CB500X, trời ơi nó không mạnh thôi nhưng mà đi cảm giác nhúng rồi, tư thế ngồi mượt mà xuống dầu trăm mấy, xe mới như khoảng 180. Con này để ra nó bốc hưng rất là nhiều, thì con này nó hơn mấy thằng kia, thằng CB nó trong ít tới mấy trăm cc luôn mà. Đúng ra mà mấy anh em thả ghi đông xuống tí xíu là bét, xuống tí xíu là bét. Mình sáng sớm chạy dưới Biên Hòa lên Vắng Que, giờ đông dữ nhất. Ra Phạm Đồng mình test thử coi cái con này nó có ok không. Chạy trong phố thì sao trẻ lạng lách đồ bét rồi. Số quá. Mình có cái thắc mắc một điều là tại sao mà xe 800cc mà nó làm có một đĩa. Có một đĩa bên bên à. Giống như mấy con siêu âm tên trăm cũng vậy, làm có một đĩa bên bên. Mấy con hạt lay đồ cũng vậy, làm hai đĩa nhìn cho nó ngầu. Nó phát sinh cũng thêm chả có nhiêu tiền. Mấy con dòng này mà mình chạy lên tới 120-130 nhìn thấy ghê quá đấy phải. Xe bọt chạy lên 130-140 thấy nó bình thường. Mấy con này mà chạy lên 120-130 thì nhìn nó đúng sợ luôn.
cho bộ tình. Yeah, chạy tới quá. Móc được. Xe này móc được, xe này thằng này nó dọc, móc được. Bên trước kia nó mỏng chính à. Nếu mà móc được thì móc thả cái ghi đông mình vừa mà anh. Mà mốt là không đánh được ghi đông jean này nha. Ừ. Thì coi bất quá thì mua lại cái đồ jean thôi. Không thì tiền 200 mấy. Ừ. Vô trên cái ghi đông. Như cái này nó nói là mình nói cái miếng mũ này ra, với lại mình tháo ốc này ra, lấy miếng mũ này ra là mình lấy dây điện, mình lấy dây rút rút lại để xé nó vô trong là gắn được cái cục này, gắn vô cái sườn. Bắt nó để cho nó chịu. Nó có bán một cái loại mà có cái ống đâm thẳng vào bên kia luôn, của đem lên luôn mà nó mua cái loại này mới ghê. Mua loại bắt sườn này vì thời gian nó chạy hết. Bắt đây nó dướng nguyên cục ổ điện đây, đâu được đâu. Chỉ có chỗ này là nó khoảng trống, viên của nó là gắn đây. Ừ. Cái bát đó hình như nó hàng chết. Này nó ra mà gắn vô đó rồi bỏ. Rồi rồi ok. Nó nói là tháo này ra nó có cái chỗ để cuốn dây điện rút vô. Không, vậy gì mà vậy mốt có tháo chết à? Ở đâu cũng hết hàng. Kiếm lòi le luôn mới ra được hai bộ cho Ducati Rambler. Không, anh thợ đắp xe dân chơi không, rồng rắn lên mây luôn nè. Em dán anh.